Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào tất cả các bạn chị em. Trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ kết nối cùng nhau trong bài học buổi tối hôm nay. Và tôi nhân danh Chúa Giêsu để chúc phước cho tất cả anh chị em nào đã, đang và sẽ kết nối vào buổi học Kinh Thánh buổi tối hôm nay. Xin Chúa ở cùng với anh chị em và kết nối tất cả chúng ta lại làm một trong tình yêu và trong đức tin chung của chúng ta. Amen. Vâng, tôi đã thấy anh chị em xuất hiện rồi. Rất là diệu kỳ. Và cảm ơn Chúa nhờ sự cầu thay của tất cả anh chị em. Cổ họng đã được hồi phục gần như hoàn toàn. Và tôi có thể tiếp tục để chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện cho anh chị em như bình thường. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều vì những phép lạ Ngài làm. Và Ngài luôn luôn làm những phép lạ lớn lao trên đời sống của những ai tin cậy Ngài. Và trong đó có cả anh chị em nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Ồ, anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi thay mặt Hội Thánh và Muôn Dân một lần nữa chào tất cả anh chị em. Và chúng ta sẽ kết nối cùng nhau trong sự cầu nguyện trước khi bắt đầu bài học. Amen. Tôi cũng giới thiệu qua một chủ đề mới mà chúng ta sẽ học trong bắt đầu từ buổi tối hôm nay. Chủ đề kia thì chúng ta đã học xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta học một chủ đề mới. Đó là chúng ta học cách để chiến thắng những sự khước từ cũng như sự bị ruồng bỏ. Đây là chủ đề mà tôi thấy rất là hay khi tôi đọc một số những quyển sách của những người của Đức Chúa Trời đi trước chúng ta, đã rất đầy ơn, như là Frank Hammond, ông Mahesh Chavda và nhiều những tài liệu khác đó. Thì tôi thấy cái chủ đề nói về sự ruồng bỏ và khước từ này thực sự nó là một cái chủ đề rất là cần để chúng ta có sự hiểu biết cùng nhau. Cho nên tôi rất làm hứng thú để giới thiệu điều này cho anh chị em. Và tôi tin rằng những điều mà chúng ta sẽ sắp chia sẻ đây, nó sẽ giúp ích được rất nhiều người đang ở trong cái vòng lẩn quẩn của cái loại tà linh này. Và chúng ta đôi khi không biết lối thoát ở đâu, nhưng mà khi chúng ta nhận diện ra nó có mặt trên đời sống của mình, thì chúng ta hoàn toàn đủ đức tin để nhân danh Chúa Giêsu trục xuất nó đi. Và chúng ta sẽ được chữa lành và được giải cứu. Amen chị em. Và có rất nhiều bài học trong chủ đề này. Tuy nhiên tôi sẽ tóm gọn lại và giới thiệu cho anh em từng bài học. Và tôi tin rằng khi chúng ta biết cách đắc thắng được cái tà linh ruồng bỏ và khước từ này, thì thực sự chúng ta sẽ làm chủ nhân cách của mình, làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ con người bề trong của mình. Và chúng ta sẽ được rất nhiều phước hạnh của Chúa tuôn chảy qua mình một cách tự do. Amen chị em. Đó là lý do mà tôi nhân danh Chúa để giới thiệu cái chủ đề này cho anh chị em. Tôi tin rằng nó rất có ích đấy. Rất có ích. Và bây giờ thì trước khi bắt đầu bài học buổi tối hôm nay đó, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ không được gì khi mà Đức Thánh Linh không đụng chạm tấm lòng. Đức Thánh Linh không sức dầu cho chúng ta, thì tất cả những gì mình làm chỉ là vô nghĩa thôi. Amen. Đó là cái điều mà chúng ta cần biết. Cho nên chị em, bây giờ mình đừng tập trung vào nan đề, đừng tập trung vào những điều khác. Hãy tập trung vào Chúa và cầu nguyện cùng tôi. Amen chị em, hãy cầu nguyện cùng tôi. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi chúc phước cho anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được đổ đầy Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh thăm viếng và làm cho tươi mới ngay chính thời giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện bởi đức tin. Tôi kết nối tất cả chị em mình với nhau và với Đức Thánh Linh. Bởi đức tin chúng ta đang ở một nơi với nhau. Bởi đức tin chúng ta đang cùng có sự thông công với nhau. Bởi đức tin chúng ta đang ở trong chỗ sáng láng lạ lùng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố tất cả những gì tối tăm đang cầm buộc anh chị em phải buông ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những gì đau yếu đang cầm buộc anh chị em phải buông ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những gì không đến từ Đức Chúa Trời,
những cảm xúc, những vấp phạm, những điều gì khiến cho linh hồn anh chị em bị cầm buộc, tôi bảo nó phải buông ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi tuyên bố sự tự do. Tôi tuyên bố sự tự do. Tôi tuyên bố sự tự do. Tự do cho những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cầu nguyện đây anh chị em. Anh chị em hãy công bố mình là con cái sự sáng. Và anh chị em luôn ở trong sự sáng. Sự tối tăm không có chỗ ở trong sự sáng. Và bắt buộc nó phải bị tiêu hủy và biến mất trong sự sáng. Anh em hãy tin điều đó. Anh em là tạo vật mới của Chúa. Anh em là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Anh em tin rằng mình đang đi trong sự sáng. Và nếu ai đó có tội, ai đó cảm thấy mình không có được bình an trong lương tâm, hãy xưng tội với Chúa. Và tôi tin rằng huyết Chúa Giêsu rửa sạch cho em giờ này, để tất cả chúng ta được đi trong sự sáng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên chép cầu nguyện. Tôi công bố những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thánh Linh ơi, hãy chạm anh chị em con. Chúa ơi, con xin thần của Ngài chạm anh chị em con. Chạm anh chị em con. Chạm anh chị em con, dù anh chị em con kết nối và bài học bằng bất kỳ phương tiện nào, ở bất kỳ chỗ nào trên trái đất này. Chạm anh chị em con một cách đặc biệt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên chép. Tôi muốn anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói rằng: Thánh Linh ơi, hãy đến trên con giờ này và chạm tấm lòng con. Con cần Ngài, con cần nhận biết Ngài, con cần Cha của con trên trời cao, con cần đầy dẫy tấm lòng con vinh quang của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy mặc khải Chúa Giêsu cho con. Thánh Linh ơi, hãy mặc khải để con hiểu biết Ngài, hiểu biết chính Ngài và chính Chúa Giêsu của con. Lạy Chúa, con cần thần khôn ngon và thần thông sáng ở trên con giờ này. Cầu nguyện lên chị. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện. Đừng ai làm thinh giờ này. Tôi công bố thần khôn ngon và thần thông sáng ở trên anh chị em giờ này. Tôi công bố ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào con mắt bề trong của anh chị em giờ này. Anh chị em được khai mở mắt bề trong và tai bề trong để nghe và thấy được vinh quang của Chúa giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah. Tôi tuyên bố trong danh Chúa Giêsu, mọi bức tường nào ở giữa anh chị em với Đức Chúa Trời bị sập đổ giờ này. Mọi bức tường ngăn trở nào ở giữa anh chị em với Đức Chúa Trời bị sập đổ giờ này. Bất kể nó là gì, tên gọi nó là gì, mọi thứ phải quy phục và sụp đổ dưới danh của Chúa Giêsu giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố sự tự do, tôi tuyên bố sự chữa lành, tôi tuyên bố sự bình an, tôi tuyên bố mọi xiềng xích cầm buộc của kẻ thù bị rớt xuống giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể tên gọi nó là gì, bất kể tên gọi nó là gì, nguồn gốc nó là đâu, nếu nó có mặt trên đời sống anh chị em, nó có mặt trên hồn, trên thân thể anh chị em, trên công việc, trên gia đình của anh chị em, bị sụp đổ và bể gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi xiềng xích bị sụp đổ giờ này, mọi đồng lũy bị sụp đổ giờ này, mọi ngục tù bị mở ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đây anh chị em, hãy đón nhận. Anh em hãy nói lớn tiếng: con đón nhận. Con đón nhận sự tự do. Con đón nhận sự chữa lành. Con đón nhận sự đầy dẫy Thánh Linh. Con đón nhận sự ban phước của Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy nói đi anh chị em, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Anh em hãy nói rằng: con tin, con tin. Con tin bởi lời cầu nguyện của người Đức Chúa Trời. Con được phước giờ này. Con được tự do giờ này. Con được chữa lành giờ này. Con được đầy dẫy ánh sáng giờ này. Cầu nguyện lên chép trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Amen. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị, tiếp tục. Hãy làm cho linh hồn mình trỗi dậy. Anh em biết đây là cách mà tôi hay nhắc anh chị em. Mỗi lần mình đọc kinh thánh, mình cầu nguyện, mình nghe bài giảng, hãy làm cho linh hồn mình trỗi dậy. Trỗi dậy có nghĩa là gì? Nó đầy đam mê và đức tin. Đầy dậy những ý nghĩ tích cực. Đầy dậy những lời ngợi khen bên trong. Đầy dậy những điều tốt lành mà Chúa dành cho mình. Hãy làm cho linh hồn mình trỗi dậy. Giống như David nói: hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi bồn chồn và sờn ngã trong ta? Wow. Đừng bồn chồn và sờn ngã, ta còn ngợi khen Ngài nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ yên nơi một mình Đức Giê-hô-va. Anh em cứ hay nói như vậy để linh hồn của mình được khích lệ, được trỗi dậy, được đầy đức tin. Amen anh chị em. Đó là cách để chúng ta đầy dậy Thánh Linh. Đó là cách để cho thần của Đức Chúa Trời tự do hành động qua mình. Anh em nói đi ạ. Công bố, công bố, công bố. Công bố,
con bỏ con tin bởi lời cầu nguyện của người Đức Chúa Trời, con được chữa lành, con được đầy thánh linh, con được phục hồi, con được tự do, con đạp đi trên nan đề, con đạp trên đầu của Satan, con chiến thắng hoàn cảnh, con là người của Chúa, con là người được Chúa chọn, con là người được Chúa ban lời hứa, con là tạo vật mới trong Ngài, con sống trong đắc thắng, con sống trong sự khỏe mạnh, con sống trong sự tự do, con không sống trong sự ràng buộc nào, bất kể đó là từ nguồn nào, con sống trong những mưu trước của Satan, con biết mưu trước của nó, con đi trong sự sáng và bóng tối không đến gần con được. Cầu nguyện lên chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa rất thích nghe những lời tuyên bố đó của anh chị em, vì đó là đức tin, đó là thực chất những gì Chúa đang kêu gọi tôi và anh chị em đến với điều đó. Amen. Chị em hãy đắc thắng luôn, đừng bao giờ tiêu cực, đừng bao giờ thất bại, đừng bao giờ bệnh tật, đừng bao giờ phải chịu ma quỷ hành hạ, đừng bao giờ phải ở dưới nó. Chúng ta ở trên nó, chúng ta là những người thánh của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh chép rằng chúng ta đang ngồi ở các nơi trên trời, chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu ngồi vào các nơi trên trời để thờ phượng Đức Chúa Cha trong Đức Thánh Linh. Amen cha. Đó là đức tin của chúng ta. Cho nên Đấng Christ ở trong chúng ta là vinh hiển, là niềm hy vọng, là nguồn trong cậy của chúng ta. Amen cha. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Trong danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố thần chữa lành trên anh chị. Trong danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố thần giải cứu trên anh chị. Tôi tuyên bố thần phước hạnh trên anh chị giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi công bố không một năng đề nào mà Chúa không làm được trên đời sống anh chị. Không một năng đề nào mà Chúa không giải quyết được trên đời sống của anh chị. Tất cả đều được tự do, tất cả đều được chữa lành. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này được đầy dạy thánh linh của Đức Chúa Trời. Đầy dạy thánh linh của Đức Chúa Trời. Đầy dạy thánh linh của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, đón nhận lên chép. Tôi kêu danh Chúa trên anh chép giờ này. Tôi kêu danh Giêsu người Nazareth trên anh chép giờ này. Tôi kêu danh Giêsu người Nazareth trên anh giờ này. Hãy đón nhận sự rơi chạm của Đức Thánh Linh. Đón nhận sự rơi chạm của Đức Thánh Linh. Hãy đón nhận một sự rơi chạm của Đức Thánh Linh. Tôi kêu danh Chúa trên anh giờ này. Danh Chúa trên anh giờ này. Danh Chúa trên ông bà anh chị em giờ này, danh Giêsu trên ông bà anh chị em giờ này, hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận chữa lành, giải cứu, phước hạnh, tự do, vui mừng, bình an giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah, cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, tôi đang cảm nhận được cái không khí chờ đợi lời Đức Chúa Trời của anh chị em. Không hiểu tại sao mà buổi tối hôm nay Chúa Thánh Linh cho tôi cái điều đó. Tôi biết anh chị em đang rất mong đợi lời của Chúa. Anh chị em đang là người khát khao lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em đang là người mà hay nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy nuôi dưỡng con bằng lời của Ngài, để con được lớn lên, được khỏe mạnh, được thấy ánh sáng và tăng trưởng trong Chúa, phải không ạ? Tôi cảm nhận được cái không khí đó. Cái không khí này là một không khí rất tuyệt vời. Anh chị em biết đây là không khí của phép lạ. Đây là không khí mà Satan rất sợ. Anh chị em biết không, khi anh chị em đam mê lời của Chúa, anh chị em thờ phượng Chúa, anh chị em yêu thương nhau và anh chị em kính sợ Đức Chúa Trời, Satan rất sợ không khí đó. Nếu trong gia đình của anh chị em có không khí này, Satan không có chỗ ở trong gia đình anh chị em đâu. Nếu trong công việc của anh chị em có không khí này, Satan không có chỗ trong công việc của anh chị em đâu. Nếu không khí này đầy dẫy hội thánh anh chị em, tôi nói Satan khóc thét mà bỏ chạy khỏi hội thánh của anh chị em. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Amen anh chị em. Wow, tôi cảm nhận được cái bầu không khí kết nối này với nhau. Nó rất là thật anh chị em, nó rất là thật. Tôi biết lòng anh chị em rất yêu Chúa. Anh chị em có sẵn sàng để nghe lời của Chúa chưa? Ai sẵn sàng hãy nói amen một tiếng nào. Và nhất định hãy chia sẻ clip này trên mọi nền tảng nào mà anh chị em tham gia được không ạ? Chia sẻ trên YouTube, chia sẻ trên Instagram, chia sẻ trên TikTok, chia sẻ trên các nơi, các nhóm, để cho gì? Lời của Chúa được giảng ra, và khi người ta nghe, người ta được chữa lành anh chị em nhé. Người ta được giải phóng, người ta được cứu rỗi, người ta được biết Đức Chúa Trời. Amen ạ. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, hallelujah, tuyệt vời. Anh chị em đang rất đáp ứng những cái điều mà tôi kêu gọi anh chị em. Chúa ban phước cho anh chị em nha. Cảm ơn Ngài,
Cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em buổi tối hôm nay. Tôi nghĩ buổi tối hôm nay là một tối rất là đông đảo và nhiều phép lạ chữa lành sẽ xảy ra. Nhiều sự mặc khải sẽ xảy ra. Nhiều cái lời tri thức sẽ được nói ra. Và nhiều những con người sẽ được đầy dậy thánh linh và khởi sự nói tiếng mới trong buổi tối ngày hôm nay. Nhiều những linh hồn được chữa lành trong buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Rồi anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nha. Dạ, bài học buổi tối hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh chị em đó là sự chữa lành bề trong. Hay nói dễ hiểu hơn là sự chữa lành con người bề trong. Được không ạ? Và những bài học trước đó thì tôi đã nói và thực hành rất nhiều về sự chữa lành cái con người bề ngoài, tức là chữa lành thân thể mình, bệnh tật đồ các thứ đó. Phải anh chị em? Bây giờ thì chúng ta chuyển qua, chúng ta nói về sự chữa lành bề trong. Tại sao? Tại sao lại có cái khái niệm này? Thực tế mà nói thì sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ một sự huyền nhiệm về cái cấu trúc của con người chúng ta ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, phải không em? Ông nói rằng nguyên sinh, tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em được toàn vẹn, thánh khiết toàn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời, không chỗ trách được. Cho nên từ chỗ đó đó chúng ta mới thấy rằng con người của mình đó, thực chất nó rất phức tạp. Nó không phải chỉ là những gì mình mắt thấy tai nghe. Khi mình nhìn vào một con người thì cái hình dáng của anh ấy, cái đầu tóc thân thể anh ấy, thực ra nó chỉ là cái áo thôi. Cái áo thôi, nó là cái vỏ bề ngoài thôi. Còn có ẩn chứa bên trong có một cái con người mới nữa, là con người, cái con người mà nếu mà tái sanh rồi gọi là con người mới. Nhưng mà những người chưa tái sanh thì vẫn có một con người bên trong, nó gọi là cái con người tâm hồn. Tâm hồn, cho nên Kinh Thánh nó gọi là tâm hồn của chúng ta cũng là một con người, con người bề trong, phải không ạ? Và nó là một con người vô hình nhưng rất có thật, rất có thật. Nó là con người tâm linh cũng có thể gọi là như vậy, để giao tiếp với cái thế giới vô hình, trong đó có Đức Chúa Trời, thậm chí là ma quỷ nữa anh chị em. Một số thầy phù thủy người ta có cái khả năng để nói chuyện với ma quỷ, giao tiếp với ma quỷ, sử dụng quyền lực của ma quỷ. Cho nên nhưng mà nói về anh em mình thì chúng ta cái con người bề trong đó được Đức Chúa Trời dùng để tương giao với Ngài, để chuyển tải thông tin của Ngài cho chúng ta, để Ngài phán cho chúng ta, để Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, để chúng ta được biết Ngài, không ạ, được giao thông với Ngài. Cho nên khi nói về Đức Chúa Trời thì rất hiếm khi Kinh Thánh đề cập đến là chúng ta giao tiếp với Đức Chúa Trời qua cái thân thể này, rất hiếm. Cũng có nhưng mà rất hiếm. Ví dụ như anh em có thể bởi cái thân thể này mình cảm nhận được một số những cái biểu hiện, những cái sự hiện diện của Chúa, những cái điều siêu nhiên đến trên thân thể, nhưng mà đó không phải là vấn đề chính. Nhưng vấn đề chính được Kinh Thánh đề cập rằng chính con người bề trong của chúng ta giao tiếp với Đức Chúa Trời, chị em ha. Và hôm nay chúng ta nói về chủ đề là gì ạ? Chữa lành con người bề trong. Tại sao? Tại vì nếu đã tồn tại một con người bề trong thì chắc chắn nó cũng có những cái vấn đề, những cái nan đề của nó. Và chúng ta cần phân tích, cần tìm hiểu, cần biết cách chăm sóc, biết cách nuôi dưỡng, biết cách chữa trị để cho nó được trở nên sao anh em, lành mạnh. Và con người bề trong chúng ta càng lành mạnh thì khả năng chúng ta giao tiếp với Chúa càng tuyệt vời hơn, càng nhạy bén hơn, càng chính xác hơn, càng thường xuyên hơn và càng mật thiết hơn. Amen anh em. Vậy thì cái việc chữa lành cái vết thương bên trong nó cũng quan trọng như cái việc chữa lành vết thương bên ngoài thể chất của chúng ta. Nha anh chị em, đó là cái chân lý mà chúng ta cần. Đôi khi một số anh chị em không hiểu cái này, cho nên là không có để ý nhiều đến những cái vết thương bên trong, không để ý, cứ lướt qua lướt qua. Và có một câu nói rất là hay mà cái người đời người ta hay dùng để nói, và vô số con cái Chúa cũng áp dụng. Người ta nói rằng là
thời gian sẽ chữa lành tất cả những vết thương lòng. Nhưng mà thật sự thì cái điều đó nó không đúng. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em là hãy bỏ cái câu đó đi, vì nó là một sự lừa dối. Không có thời gian nào mà có phép màu để chữa lành mọi vết thương cả. Ví dụ như bây giờ anh chị em bị ung nhọt ở trên tay, hay bị đứt tay, hay bị xước bị trầy ở trên tay, và anh chị em bỏ thí nó, đúng không ạ? Anh em nói là ô thời gian nó chữa lành đó mà. Và phần lớn nếu như những vết thương này nó bị nhiễm trùng uốn ván, bị hoại tử, thì anh chị em biết sao không? Khi chúng ta không chăm sóc nó, nó có thể nhiễm trùng, có thể hoại tử và khiến chúng ta bị cưa tay, cưa chân, và đôi khi ảnh hưởng đến cả tính mạng. Cũng tương tự như vậy, có những vết thương bên trong, đúng không ạ? Vết thương bên trong. Và nếu như một con người mà không biết nó, hoặc là hơi hợp với nó, bỏ qua nó, thì khi sự tổn thương bên trong nó xảy ra mà mình không chịu làm sạch, không chịu rửa vết thương này, không chịu băng bó vết thương này, không chịu chăm sóc và chữa lành vết thương này, thì rõ ràng nó sẽ bị nhiễm trùng thuộc linh. Anh em hiểu không? Nhiễm trùng thuộc linh, nhiễm trùng thuộc linh. Và chính cái sự nhiễm trùng thuộc linh đó, nó thu hút những vi khuẩn, vi trùng thuộc linh, mà Kinh Thánh hay gọi là những tà linh, ối linh, nó bước vô. Và nó làm cho cái vết thương ngày càng lan rộng, và có thể gây hại cho toàn bộ con người bề trong của chúng ta. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói mà. Đó là lý do tại sao khởi sự từ một cái vết thương rất nhỏ, gọi là sự tổn thương, sự hiềm khích, sự ruồng bỏ, sự bị chối bỏ, sự tự ái nào đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý, bỏ qua, cứ nghĩ là thời gian chữa lành lướt qua. Nhưng không phải. Nếu chúng ta không chữa lành nó, thì theo thời gian nó bị nhiễm trùng, nhiễm trùng thuộc linh, và nhiều tà linh bước vô, nhiều những vi khuẩn thuộc linh bước vô, những ối linh bước vô. Và một thời gian sau, tự nhiên con người đó thấy cái tính cách mình thay đổi. Mình không còn muốn giao tiếp với con người, mình không còn tin ai được nữa, mình chỉ thích co mình một chỗ trong phòng riêng. Mình cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống, mình không còn muốn phục vụ Chúa, mình không còn muốn dâng hiến, mình không còn muốn yêu thương ai nữa. Mình thấy mình tự nhiên ích kỷ ra, mình thấy mình tự nhiên dễ nóng giận, dễ nổi loạn, vân vân và vân vân. Anh chị em biết đó là gì không? Đó là vết thương bề trong đã bị nhiễm trùng, hoại tử mà không được chữa lành. Và anh chị em biết đó, một vết thương mà bị hoại tử đó, thì nó thu hút rất nhiều vi khuẩn, vi trùng, đủ loại hết. Vi trùng uốn ván có, vi trùng đậu, vi trùng này, vi trùng kia, đủ kiểu nó vô trong vết thương đó. Thì cũng một giống như vậy, những vết thương lòng mà nếu anh chị em đã bị nhiễm trùng rồi đó, nó thu hút rất nhiều loại tà linh, rất nhiều loại, tôi gọi đó là những vi khuẩn, những vi trùng tâm linh, nó bước vô. Anh chị em thấy không ạ? Và không có được tốt cho con người này. Anh chị em hiểu đó, Chúa Giêsu luôn nói chúng ta là hãy tha thứ, tha thứ, tha thứ. Tha thứ 70 lần 7, tha thứ 1000 lần, tha thứ vô điều kiện. Anh chị em biết tại sao Chúa Giêsu nói thế không? Bởi vì sự tha thứ đó chính là sự làm sạch tức thì những vết thương bề trong. Anh chị em hiểu ạ? Ví dụ như mình bị một cái đinh nó đâm vào, mình lấy nước muối mình rửa ngay, băng bó ngay, rửa ngay và lập tức nó sạch. Thì anh em biết không? Về mặt thuộc linh, sự tha thứ chính là nước muối sát trùng. Anh em ghi nhớ chân lý này nha. Sự tha thứ về mặt thuộc linh chính là nước muối sát trùng, khử trùng, lập tức vết thương, bất kể vết thương nó là gì. Vết thương trên da, trên đầu, trên tay, trên bụng, trên ngực, vết thương nặng, vết thương nhẹ gì không cần biết, người ta luôn dùng muối để khử trùng, phải không ạ? Khử trùng ngay thì sao ạ? Tránh được tình trạng bị nhiễm trùng, và vết thương đó sẽ dễ chữa lành hơn.
dễ mau hồi phục hơn và nó không gây hại đến tính mạng. Cũng như vậy, khi con người bên trong chúng ta bị vết thương, vết thương này thì nó rất là nhiều thứ, có thể là sự tổn thương, sự bị ruồng bỏ, sự bị xúc phạm, sự bị phản bội, sự bị lừa dối, vân vân và vân vân, phải không chứ? Nhiều thứ lắm. Thì tôi nhắc lại anh chị em nha, sự tha thứ chính là nước muối thuộc linh để khử trùng mọi vết thương lòng. Anh em nhớ điều đó nha, đây là chân lý. Còn quên đi cái câu của người đời hay nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng, đấy là sự trấn an, an ủi giả tạo thôi, không có đâu. Không có, đó là sự lừa dối của Satan. Anh ta nói chân lý là Chúa Giêsu nói rất rõ, rất rõ, đó là phải tha thứ. Tha thứ 70 lần 7 có nghĩa là tha thứ vô điều kiện, tha thứ miễn sao mà mình tha thứ được trong lòng mình là ok. Đó là nước muối đó, nước muối thuộc linh để chữa lành cho em ha, là rất là hay. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã sống và làm gương cho chúng ta điều đó. Ngài làm gương cho chúng ta khi Ngài sắp chết vì vết thương bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế này: lạy Cha, xin tha cho họ. Anh chị em xem trong Luca chương 23 câu 34, không ạ? Đây là cái tấm gương mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, để chúng ta có thể noi gương Ngài và học tập tha thứ trong những hoàn cảnh khó tha thứ nhất. Khó tha thứ nhất, đúng không anh chị em? Bây giờ anh chị em tưởng tượng nha, mình có thể bị người này lừa, người nọ mượn tiền không trả, người kia nói những cái lời không hay, người nọ vu khống, đúng không ạ? Rồi người kia lừa dối trong chuyện tình cảm, rồi người kia lừa dối trong chuyện làm ăn, rồi người nọ làm cho mình tự ái, chọc cho mình giận dữ. Nói chung nhiều kiểu, phải không ạ, trong cuộc sống. Nhưng mà khi anh chị em nhìn vào Chúa Giêsu, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu đã chạm trán đến một cái sự mà phải nói là khó tha thứ nhất trên cõi đời này. Anh chị em tưởng tượng đi, người ta căng Chúa ra và đấm đinh Ngài, người ta nhỏ nước bọt trên Ngài, người ta dùng roi da đánh vào Ngài, người ta phỉ báng Ngài, người ta nhạo báng Ngài, người ta cười cợt đùa cợt trên Ngài, rồi cuối cùng người ta đem đóng đinh Ngài đến thập tự giá. Tôi nghĩ trong những trường hợp này, thật sự đây là một sự khước từ, ruồng bỏ, tổn thương đến tột độ, đúng không anh chị em? Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn xuống từ cây thập tự, nhìn xuống trên những con người vừa mới đóng đinh mình, vừa mới cười cợt trên mình, vừa mới nhỏ nước bọt trên mình, và Ngài nói: lạy Cha, hãy tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Vậy thì Chúa Giêsu đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một cái tấm gương để cho chúng ta noi theo về cái vấn đề tha thứ. Cho nên chị em, tôi muốn nhắc lại cho anh chị em là để chữa lành con người bề trong đó, thì phương thuốc đầu tiên, tức là cái sự sát trùng đầu tiên, đó là sự tha thứ. Sự tha thứ. Và nhiều người không áp dụng cái này, cho nên vết thương bên trong rất dễ mưng mủ và nhiễm trùng. Anh em hiểu ý không ạ? Khi có một cái sự ruồng bỏ, một cái sự tổn thương, một cái sự đau đớn, một sự vấp phạm đến, và nhiều con cái của Chúa cứ lướt qua, bỏ qua, lướt qua, không chịu tha thứ, không chịu cầu nguyện tha thứ, không chịu công bố tha thứ, không chịu giải phóng tấm lòng mình ngay lúc đó. Và một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, bốn ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, vết thương bên trong đã bị nhiễm trùng. Và tự nhiên anh chị em thấy tính cách của mình sao ạ? Thay đổi. Mình không còn như xưa nữa. Mình không còn tin người như xưa nữa. Mình không còn tin cậy ai như xưa nữa. Mình rất khó gần mọi người.
Mình rất khó đặt lòng tin lên mọi người. Mình rất khó giữ bình tĩnh trong mọi chuyện. Mình rất khó để làm việc cùng với mọi người nữa rồi. Anh em biết không, vết thương lòng đã bị nhiễm trùng, hội tử, và nó phá nát tất cả mọi cảm xúc, mọi ý chí, mọi lý trí. Và nói một cách dễ hiểu hơn nữa là có những đôn lũy. Những đôn lũy nghĩa là những ổ dịch ở bên trong con người, bề trong của anh chị. Giống như trên cơ thể bình thường là có những ổ dịch, những ổ di căn nó đã đi vào trong cơ thể. Thì cũng giống vậy, nếu chúng ta để cho nó nhiễm trùng, nó ăn luôn vào, thì nó có những ổ dịch nó nằm trong con người bề trong của mình. Và nói thiệt với anh chị em, đây là một cái ca cực kỳ khó để chúng ta phẫu thuật. Phẫu thuật cái con người bề ngoài này bằng mắt, bằng tay nó dễ. Nhưng khi mà để cho nó ăn luôn vào bên trong con người bề trong, thì anh chị em biết không, vi trùng không phải bằng kính hiển vi nữa để thấy nữa, mà vi trùng này là vi trùng thuộc linh. Vi trùng, những linh u uế ma quỷ nó đóng vào trong đó, và nó khiến cho con người ta bị trầm cảm, bị tự kỷ, khiến cho người ta bị những cái vấn đề về thần kinh, những cái vấn đề về áp lực, về những vấn đề về muốn tự sát, những vấn đề về thay đổi nhân cách, dễ nóng giận, dễ nổi loạn, dễ dùng ma túy, dễ sử dụng những chất cấm, dễ là phải mượn đến tình dục, mượn đến chất cấm, chất gây nghiện để có thể sống yên ổn. Đó là lý do tại sao anh chị em thấy những cái con người thường sa vào nghiện ngập, sa vào những cái vấn đề về tình dục, những cái vấn đề mà này nọ ở trong xã hội, thường là những vấn đề những con người đã có bị bệnh trong tâm hồn, bị bệnh bên trong, con người bên trong, tức là bị ruồng bỏ, bị tổn thương, bị cay đắng, không còn ai yêu thương, cũng không thể yêu thương được ai, dễ nổi loạn, và con người ta sẽ tìm đến với những cái chất cấm đó và hủy diệt chính cái đời sống của mình, và ma quỷ nó nhân dịp đó nó bước vô. Anh chị em biết không ạ, đây là cái điều rất là thực tế trong đời sống. Cho nên cái nhu cầu chữa lành của người bề trong là một nhu cầu rất lớn đó anh chị. Và cái điều đó có trong Kinh Thánh, có trong Kinh Thánh. Nếu anh chị em có Kinh Thánh dở cùng tôi trong Thi Thiên thứ 41, anh chị em sẽ thấy, tôi đọc anh chị em nghe câu Kinh Thánh này. Thi Thiên 41 câu số 4, anh chị em sẽ thấy có cái vấn đề đó được nói, được nói ra. Thi Thiên bao nhiêu nè? Thi Thiên 41 câu số 4, anh chị em nhé. 41 câu số 4, tôi đọc anh chị em nghe nha. Tôi đã nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. Đó là những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác, mà rằng nó chết chừng nào, danh nó bị diệt khi nào. Anh em thấy không ạ? Ở đây David đã làm ra bài thơ này, và ông nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy chữa lành linh hồn con, vì con đã phạm tội cùng Ngài. Và anh em đọc cả cái bài này, anh em sẽ thấy người ta đã xúc phạm ông, người ta đã làm tổn thương ông, người ta đã phỉ báng ông, người ta đã sầm xì những điều nghịch cùng ông, ủ mưu để hại ông, và linh hồn ông đã bị tổn thương. Ông có thể đã nói những lời cay nghiệt, phải không ạ? Ông có thể đã nói những lời xúc phạm, phải không ạ? Ông có thể đã nổi giận, phải không ạ? Cho nên ông nói rằng: Đức Giê-hô-va ơi, hãy chữa lành linh hồn con, vì con đã phạm tội cùng Ngài. Cho nên cái chuyện chữa lành linh hồn là một cái chuyện có trong Kinh Thánh. Đây là sự chữa lành con người bề trong đó anh chị. Và anh chị biết ngày hôm nay nhiều con cái Chúa không có sức mạnh để phục vụ Ngài. Không phải vì thiếu cái năng lực thể chất, mà lại chính thiếu những năng lực tinh thần. Năng lực tinh thần, anh chị em hiểu không ạ? Vì sao? Vì con người bề trong của anh chị em chúng ta đã bị bệnh. Đã bị bệnh một cách rất là nặng, nhưng mà không ai phân tích, không ai chỉ cho, không ai khơi ra để được chữa lành. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói buổi tối hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đọc một số những câu kinh thánh khác ở trong Ma-thi-ơ chương 4, không ạ? Ma-thi-ơ chương 4 câu số 24, cũng như trong Luca chương 8 câu 2. Nào, chúng ta đọc để thấy được cái điều Chúa Giê-xu làm ở đây. Ma-thi-ơ chương 4 câu 24: Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bèn đem đến cho Ngài mọi người đau ốm hay mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại sụi,
thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và trong Luca chương 8 câu 2, anh chị em sẽ cùng đọc cùng tôi. Luca chương 8 câu 2 cũng có tương tự như vậy. Chương 8 câu 2: cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Tại sao tôi đọc những câu kinh thánh này? Vì trong những câu kinh thánh này nó có đề cập đến một cái vấn đề, đó là rất nhiều người bị quỷ ám đến với Chúa. Không à, đấy như câu trong Luca chương 8 câu 2, có cả người bị bảy con quỷ dữ nó ám nữa kìa. Và kinh thánh chép rằng Chúa Giêsu đuổi quỷ ra và chữa cho họ được lành. Chữa cho họ được lành. Như vậy ở đây đó, ngoài cái chuyện chữa về thể chất, chữa về bệnh vật lý, Chúa Giêsu còn chữa bề trong. Chữa cái con người bề trong, là cái con người mà cảm xúc của họ, lý trí họ, ý chí họ, tinh thần họ, nhiều thứ về tâm trí của họ đã bị ma quỷ làm cho gì hả? Lệch lạc cả hết rồi, hư cả hết rồi. Nhân cách của họ đã bị sai trật hết rồi. Anh chị em nhìn những người quỷ ám, anh chị em sẽ thấy có cái người quỷ ám nào mà có cái nhân cách tâm tính với cảm xúc nó bình thường không? Bất bình thường cả. Tôi gọi đó là con người bề trong bị bệnh, phải không ạ? Đến với nhà muôn dân, anh chị em sẽ thấy không ạ? Khi ma quỷ lộ ra, người ta la hét, người ta chửi bới, người ta đánh đập, người ta hung dữ, người ta khạc nhổ, người ta không còn là người ta, bị ma quỷ khống chế về mặt cảm xúc, về mặt lý trí, về mặt ý chí, về mặt tinh thần, và nhân cách của họ hoàn toàn bị thay đổi. Nếu không được giải cứu, họ gặp ác mộng, họ gặp hoang tưởng, họ có những cái suy nghĩ rất lệch lạc, nhìn một người có thể người đã nghĩ là người đã ghét tôi lắm, không ai yêu tôi hết, mặc dù ai cũng yêu thương. Anh chị em hiểu không? Cho nên có những căn bệnh mà bị ma quỷ nó cầm buộc, và Chúa Giêsu nói rằng Ngài cứu họ khỏi quỷ dữ và chữa lành họ tất cả. Cái này gọi là sự chữa lành bề trong đó anh chị em. Sự chữa lành con người bề trong. Ngoài cái chuyện chữa lành thân thể với những người bệnh, người bại, người sủi, thì Chúa Giêsu chữa cho những người bị quỷ ám được lành tất cả luôn. Tôi gọi đó là sự phục hồi con người, hay chữa lành điều trị con người về mặt cảm xúc, về mặt lý trí, về mặt tinh thần, về mặt tình cảm, về mặt tâm trí, để cho họ hồi phục và trở thành một con người hoàn toàn lành lặn và có thể đi theo phục vụ Chúa Giêsu. Anh em đọc trong Luca chương 8 câu 2: những người nữ này trước đây đã từng bị bảy con quỷ dữ nó ám, nhưng khi Chúa Giêsu phục hồi họ thì họ sao ạ? Đi theo và phục vụ Chúa Giêsu. Đây là cái điều mà tôi muốn nói. Ngày hôm nay có rất nhiều con cái của Chúa ở trong hội thánh, tại sao họ không thể đi theo phục vụ Chúa Giêsu được? Tại sao họ không thể phục vụ trong hội thánh được? Tại sao đời sống tâm linh của họ quá yếu đuối được, và họ không thể nào mạnh mẽ được, mặc dù thể chất của họ bình thường, mặc dù họ cao to lực lượng, mặc dù họ cân nặng đủ cân? Bởi vì họ bệnh trong tâm, bên trong, và có những con quỷ cai trị bên trong, cảm xúc bên trong, tình cảm bên trong, tinh thần bên trong, tâm trí bên trong, lý trí của họ, bên trong ý chí của họ, và họ bị lệch lạc cả rồi, hư tổn cả rồi. Và những cái vết thương mà nãy tôi nói đó đã là những cái nơi minh mũ, những cái nơi mà làm những cái ổ dịch để thu hút những tà linh. Những tà linh như cây đắng nè, không tha thứ nè, hoang tưởng nè, tâm thần phân liệt nè, động kinh nè. Những tà linh như là bệnh về thần kinh nè. Những tà linh như là những bệnh về nóng giận nè, những bệnh cay đắng nè, những cái bệnh mà phải nói bệnh về mặt lý trí tinh thần, nó đã bước vào những con người đó và khiến cho những con người đó không thể ổn định mà phục vụ Đức Chúa Trời. Không thể. Đây là một thiệt hại cho hội thánh của Chúa, một thiệt hại rất lớn cho hội thánh của Chúa. Nếu như anh chị em chúng ta có những căn bệnh bên trong mà không được chữa lành, không được giải phóng, không được đuổi những cái quyền lực đó ra, để rồi những cái vết thương vô hình đó được Chúa Giêsu chữa lành, thì mãi mãi anh chị em chúng ta chỉ lẩn quẩn, cứ đi nhà thờ rồi về và cố gắng chịu đựng những cái gánh nặng đó trong cuộc đời của mình. Đây là cái chỗ mà thực trạng ngày hôm nay ở trong các hội thánh đó, anh chị em.
Đây là vậy. Cho nên thông qua cái vị bác sĩ vĩ đại của chúng ta là Chúa Giêsu, chúng ta có sự chẩn đoán, sự điều trị cho con người bề trong của mình. Và mỗi chúng ta đều có thể trình dâng cái nan đề của mình cho Chúa Giêsu. Ngài có sự chữa lành cho cái con người bề trong của chúng ta, vì Ngài đến để rít những vết thương lòng. Anh em thấy không ạ? Rít những vết thương lòng. Đây là một trong những cái công tác mà Chúa Giêsu đã đến. Anh chị em có thể đọc được ở trong Luca chương 4 câu 18 là một câu kinh thánh mà anh chị em đọc rất là quen thuộc, phải không chị? Rất là quen thuộc mà đôi khi chúng ta không để ý về cái chức vụ của Chúa Giêsu. Đây, tôi đọc anh chị em nghe. Chương 4 câu 18. Chương 4 câu 18. Đây anh chị em. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài sức dầu ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hại hiếp được tự do. Đồn ra năm lần của Chúa. Và nếu anh chị em đọc cái câu này mà ở trong sách Ê-sai đó, sách Ê-sai tức là dưới đây này, cái 61 câu 1 đó, thì anh em thấy là người ta dịch ra như này: Ngài đã sai ta đến đặng rít những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do và kẻ bị cầm tù được ra khỏi. Trong Ê-sai, không ạ? Thì anh em thấy ở trong đây có một chi tiết gì? Rít những kẻ vỡ lòng. Đây là nói về những cái vết thương của những con người bề trong mà chức vụ Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng ta. Cho nên chị em, tôi muốn nói rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành. Chúa Giêsu đủ quỷ và chữa lành. Chúa Giêsu đủ quỷ và chữa lành con người bề trong. Chúa Giêsu chữa lành thân thể thì anh em biết rồi. Bởi lần roi Ngài mà Chúa Giêsu chữa lành thân thể anh chị, bệnh tật trên thân thể anh chị. Nhưng Ngài cũng đến với một chức vụ, bởi Thánh Linh của Ngài, Ngài chữa lành những vết thương trong tâm lòng, những vết thương mưng mủ, những vết thương bị ổ dịch, những vết thương mà đầy ma quỷ lúc nhất của mình trong tâm lòng, và Chúa chữa lành. Trong phạm vi bài học buổi tối hôm nay, tôi đề cập đến một cái vấn đề, đó là sự ruồng bỏ. Sự ruồng bỏ và khước từ. Đây là một tà linh mạnh sức. Một tà linh mạnh sức, nó có thể nói là đó là nguồn gốc của mọi những cái điều khác xảy ra trong tâm hồn con người. Anh em biết đó, Satan nó tạo ra, nó xây dựng một cái vương quốc của nó trên đất này. Và nó xây dựng không phải trên tình yêu, không phải trên sự nhìn nhận, không phải trên cái sự cảm thông nhân từ giữa con người với con người. Anh chị em nhìn vào vương quốc Satan, anh chị em sẽ thấy nó cai trị con người ta bằng sự giày vò, bằng sự trói buộc, bằng cái sự gọi là thù hận, bằng cái sự là cay đắng lẫn nhau. Đó là Satan. Mà nó dùng những cái đó để nó tiêm nhiễm vào lòng con người, và con người ta vì sợ Satan mà phục vụ Satan, sợ Satan và phục vụ Satan, chứ không phải vì yêu thương. Và một trong những cách để nó xây dựng được cái cộng đồng của nó, đây gọi là nó dùng cái linh ruồng bỏ và khước từ để nó xây dựng. Khi một người mà bị cái tà linh ruồng bỏ và khước từ này ám vào, thì lập tức con người đó thay đổi thái độ. Nó rất là kinh khủng. Ví dụ như anh em nhìn thấy có một số những cái thanh thiếu niên ngày hôm nay, không ạ? Tại sao mà những thanh thiếu niên ngày hôm nay anh em nhìn thấy ở những cái cộng đồng, ví dụ như là ở Bụi Đời, đúng không ạ? Bụi Đời với nhau, đi quán bar với nhau, rồi hút cỏ Mỹ với nhau. Có những cái thanh thiếu niên họ tập hợp như vậy. Và nếu anh em để ý, anh em sẽ thấy tất cả những thanh thiếu niên đó có chung một điểm, đó là những thanh thiếu niên bị hư hỏng từ chính trong gia đình của mình. Ví dụ cha mẹ ly hôn, hoặc là những đứa con ngồi giá thú, có mẹ không có cha, không ạ? Và những đứa bé đó nuôi dưỡng lên và nó bị thiếu tình yêu thương, nó cảm nhận rằng nó không được nhìn nhận, nó không được chấp nhận, nó bị tổn thương,
bị không giống như những đứa khác. Và những đứa đó nó tập hợp thành một cái băng nhóm, một cái nhóm để làm ra những cái sự gì ạ? Nổi loạn, trộm cắp, giết người, cướp của, nghiện ngập, bụi đời. Đây là cái chỗ mà mình nhìn thấy, không ạ? Nhưng không phải cái linh ruồng bỏ tổn thương này chỉ có ở những đứa trẻ hư hỏng, những đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu cha mẹ từ nhỏ đâu. Nó cũng thầm có trong tất cả mọi người. Bất cứ người nào chạm trán với sự ruồng bỏ tổn thương đều có thể là nạn nhân của nó. Và khi tà linh này bước vô, nó tạo ra một vết thương trong tâm hồn. Ví dụ hai thanh niên thiếu nữ yêu nhau, một tình yêu trong sáng tuyệt vời, một tình yêu duy nhất dưới ông mặt trời này. Nhưng đùng một cái người nữ đó bị phản bội, hoặc người nam đó bị phản bội, thì người nam và người nữ này bắt đầu cảm thấy mình bị phản bội, bị ruồng bỏ, hoặc mà bị khước từ. Mặc dù mình sống rất tử tế, mặc dù mình yêu anh ấy, mình yêu cô ấy chân thành. Và anh em biết không, ngay khi anh chị đó cảm nhận sự ruồng bỏ, lập tức tà linh ruồng bỏ bước vô và biến đổi nhân cách của người này. Và con người này cảm thấy sao ạ? Tôi không còn tin bất cứ ai nữa. Anh chị em đã từng nghe có những thiếu nữ đã lên trên mạng và nói câu không? Tôi không tin dưới trời này có những người đàn ông tốt. Hoặc là anh chị em thấy có những thanh niên sẽ nói với đầy tâm trạng, tôi không tin dưới trời này có những thiếu nữ chung tình. Ví dụ thế, thì anh em biết sao ạ? Nhân cách họ đã bắt đầu thay đổi. Tôi gọi là đây là những vết thương đã mưng mủ. Những vết thương mưng mủ này đã thu hút những tà linh. Tà linh của sự gì? Cay đắng. Tà linh của sự gì? Trả thù. Tà linh của sự gì? Oán hận. Bước vô. Vì vậy tôi nói, nếu như những người thanh niên thiếu nữ này không dùng cái nước muối sát trùng thuộc linh mà tôi nói bữa trước anh chị em là sự tha thứ, thì lập tức vết thương này không có được sát trùng và nó bắt đầu nhiễm khuẩn, nhiễm những vi trùng thuộc linh. Nó thu hút những vi trùng thuộc linh như là thù hận, trả thù, không tha thứ, bước vô. Và anh em thấy những thanh niên thiếu nữ này sẽ trở thành những con người sau này có thể rất độc ác trong chuyện tình cảm. Người ta gọi là có thể trở thành trả thù đời, trả thù tình và không còn trung tình nữa. Nó biến đổi con người ta một cách rất là kinh dị. Anh chị em thấy đây là một ví dụ tôi muốn nói cho anh chị em thôi. Những ví dụ khác ở trong gia đình, trong hội thánh cũng có. Trong gia đình, trong hội thánh, khi hôn nhân không được lành mạnh, hôn nhân không được bền vững, cũng gây ra những đổ vỡ. Và người vợ, người chồng có thể cảm thấy mình bị ruồng bỏ sau những cuộc ly hôn. Đúng anh chị em? Đó cũng là một cách. Rồi trong hội thánh cũng có. Trong hội thánh cũng có. Nhiều anh chị em có thể hầu việc Chúa rất là tốt, nhưng mà vì va chạm với người lãnh đạo của mình, va chạm với mục sư, va chạm với người trưởng nhóm, và bị có thể mục sư trưởng nhóm trong những lúc nóng giận, trong những lúc không kiềm chế mình đã nói những lời xúc phạm, có thể cách chức, dứt phép thông công, đuổi ra khỏi hội thánh, đuổi ra khỏi mục vụ, đuổi ra khỏi nhóm. Và cái người tín đồ đó có thể cảm thấy vô cùng là gì ạ? Bị tổn thương, bị cảm thấy bị khước từ, bị ruồng bỏ. Ôi Chúa ơi, con muốn hầu việc Chúa tại hội thánh này, con muốn hầu việc Chúa tại mục vụ này, nhưng sao con lại bị hất ra thế này? Sao người ta không chấp nhận con thế này? Và nếu không có sự tha thứ ở đó, không có sự chữa lành ở đó, vĩnh viễn người anh em, người chị em đó sẽ bị bệnh bên trong tâm hồn và không còn có thể phục vụ Chúa một cách lành mạnh, một cách vô tư, một cách tươi mới, một cách đam mê như trước nữa. Đó là bẫy của tà linh không tha thứ. Bẫy của tà linh không tha thứ. Cho nên là nó rất là nguy hiểm nha anh chị em. Chúng ta phân tích ở đây để mình nhìn thấy được cái mưu trước của Satan, để nó gây dựng một cái vương quốc của nó. Thậm chí nó có thể xây dựng một vương quốc của nó trong lòng một hội thánh. Anh em có tin điều đó không? Tôi gọi đó là những cái gì ạ? Phe đảng ở bên trong hội thánh. Nếu anh em để ý, anh em sẽ thấy nếu trong một hội thánh không được quản trị tốt, không có tình yêu thương, không có sự chữa lành và không có sự cai quản của Đức Thánh Linh, thì sẽ có những phe đảng. Phe đảng đó là gì? Là chia ra
Những người bị tổn thương sẽ chơi với nhau. Những người bị ruồng bỏ chơi với nhau, trở thành một nhóm chuyên công kích, chuyên nói hành, chuyên nói xấu, chuyên tuôn đổ những sự thù hận không hài lòng trên một nhóm người lãnh đạo khác. Anh em có thấy trường hợp đó xảy ra không? Có đấy. Đấy. Và cái điều đó nó trở thành không những là vết thương trong lòng của người, mà trở thành một vết thương trong thân thể của Chúa. Bề trong vết thương trong chính thân thể của Chúa, và nó mưng mủ, và nơi đó là ổ dịch và chứa đựng những tà linh. Tà linh đó có thể gây chia rẽ, làm hại hội thánh, gây tổn hại đến hội thánh, và khiến cho hội thánh trì trệ, không thể nào lớn lên một cách lành mạnh được nữa. Đây là chỗ mà cũng rất nhiều nơi đã gặp phải, và trong đời sống chức vụ tôi cũng đã nhìn thấy anh chị em ạ. Cho nên rất là cần cái chức vụ chữa lành con người bề trong. Chữa lành bề trong, chữa lành những điều mà mắt thường không thấy. Cái đó cần có ơn, cái đó cần cái sự mặc khải của Chúa, cái đó cần quyền năng Thánh Linh. Để gì ạ? Để đạp đổ đồng lũy, bẻ gãy cột rối quyền lực Satan. Nó không đơn thuần là chữa lành vết thương ngoài da, không đơn thuần đó là bởi lần roi Chúa Giêsu mà mình được lành bệnh, mà đó là quyền năng để có thể gì ạ? Lấy ra những con quỷ vi khuẩn tâm linh này ra khỏi vết thương lòng, đuổi những con quỷ cay đắng ra, đuổi những con quỷ không tha thứ, đuổi những con quỷ ruồng bỏ, đuổi những con quỷ của sự hận thù, đuổi những con quỷ của cái sự bị gọi là hoang tưởng ra khỏi tâm trí, ra khỏi tình cảm, ra khỏi cảm xúc, ra khỏi tấm lòng của một con người. Đây là công việc mà chỉ có những chức vụ giải cứu chữa lành sâu mới có thể làm được. Và anh chị em nếu hiểu biết về điều này cũng có thể xin Chúa Giêsu bởi Thánh Linh để chữa lành chính tấm lòng của mình. Giống như nãy tôi nói, Chúa Giêsu đến để làm điều đó. Ngài đến để rịt những vết thương lòng, Ngài rịt những con người đau khổ, bị bệnh bên trong mà không ai biết, không thổ lộ được với ai. Anh em thấy không ạ? Cho nên Chúa Giêsu là giải pháp, Chúa Giêsu là bậc thầy, Chúa Giêsu là bác sĩ vĩ đại, không chỉ chữa bên ngoài mà Ngài còn chữa bên trong. Và chúng ta cần Ngài, tôi cần Ngài, anh chị em cần Ngài. Mỗi khi chúng ta gặp những vấn đề đó, chúng ta cần Ngài để chữa lành. Sự tha thứ là nước muối thuộc linh để gọi là sát khuẩn vết thương. Sát khuẩn vết thương, không ạ? Có thể khi anh em sát khuẩn đúng thì Chúa Thánh Linh sẽ làm và chữa rất nhanh. Nhưng nếu chúng ta không sát khuẩn ngay, chúng ta để đó thì nó sẽ mưng mủ, nó sẽ khiến cho vi trùng thuộc linh đã phát tán, và chúng ta cần một quyền năng lớn hơn. Đôi khi cần phẫu thuật, anh em biết mà, giống như là một người bị mưng mủ, vết thương trên da mưng mủ đến, thì đôi khi bác sĩ phải cần nhiều thời giờ hơn, nhiều thuốc kháng sinh hơn, và đôi khi phải đụng đến dao kéo để cắt gọt thì vết thương của chúng ta mới lành. Thì trong về phương diện tâm linh cũng giống vậy. Nếu anh chị em không dùng sự tha thứ để sát trùng ngay, để chữa lành ngay, mà để nó mưng mủ, thì đúng cần có một quá trình để phục hồi con người bề trong. Nó không phải là chuyện đơn giản, không phải chuyện một ngày. Cho nên tôi hay nói đó, sự chữa lành ở trong thuộc linh đó, nó có cái ý nghĩa là trị liệu. Trị liệu có nghĩa là một quá trình, có thể tốn một tháng, tốn một tuần, tốn ba tuần, có khi tốn một năm, thì vết thương lòng bên trong anh em mới được chữa lành thực sự. Anh em mới trở thành một chiến sĩ thuộc linh để tiếp tục phục vụ Chúa Giêsu và chiến đấu cho Ngài một cách hiệu quả. Còn nếu không, anh chị em không có sức để đi với Chúa, anh chị em chỉ làm những việc lăng quăng chơi vui thôi, còn không thể nào có thể cầm gươm cầm giáo để ra trận một cách đầy đức tin được. Vì chúng ta bị thương bên trong, anh chị em hiểu không? Bị thương bên trong, và chúng ta cần trị liệu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu. Đó là cách của chúng ta đó anh chị em, cách của chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay đó, tôi muốn nói những cái vấn đề đó để cho anh em nắm một vài cái điều mà tôi vừa trình bày. Thì tôi tóm lại như thế này để cho anh em nắm. Sự chữa lành bên trong là gì? Sự chữa lành bên trong chính là sự chữa lành con người tâm hồn của chúng ta, gồm có nhiều thứ: cảm xúc, lý trí, tinh thần, tâm trí, rồi một số những cái thứ thuộc về bên trong.
Đây là sự, tôi gọi là sự chữa lành bên trong. Cái điều này có trong Kinh Thánh. Giống như câu Kinh Thánh Thi Thiên 41 câu 4 mà anh em đọc, Chúa có thể chữa lành linh hồn của chúng ta. Và đây là một nhu cầu có thật. Rồi, điều thứ hai chúng ta học được buổi tối hôm nay là gì? Tại sao tâm hồn chúng ta lại bị bệnh để cần được chữa lành? Lý do là chúng ta đang sống dưới một thế giới tội lỗi, thiếu tình yêu thương. Đúng không? Thiếu tình yêu thương. Và chúng ta va chạm nhau, chúng ta cư xử với nhau không bằng tình yêu thương, nhưng mà đôi khi bằng những cái thứ thiếu tình yêu, như là sự nóng giận, sự xúc phạm, sự lừa lọc, sự bất tín, sự khích bác, sự chăm chọc, sự dè biểu, sự ruồng bỏ, sự sỉ nhục, sự vu khống. Đôi khi chúng ta chạm trán với những điều này trong cuộc sống. Và chính những điều này là những tác nhân gây bệnh cho tâm hồn của chúng ta. Anh chị hiểu không ạ? Giống như thân thể mình vậy thôi. Nếu như mình ra những cái nơi môi trường nó không tốt, nắng quá, lạnh quá, bụi quá, bẩn quá, thì thân thể mình bị bệnh. Cũng một vậy, tâm hồn của mình nếu sống trong một cái môi trường không tốt mà như tôi vừa kể, thì nó lập tức bị bệnh. Và trong đó, đó tà linh mạnh sức nhất, gọi là gốc rễ của mọi vấn đề nhất, chính là sự ruồng bỏ và khước từ. Cái này là đỉnh điểm của thiếu tình yêu thương. Và một khi tâm hồn bị bệnh thì sao chứ? Nó mở ra một cánh cửa, đúng không ạ? Nó mở ra một cơ hội hay một con đường cho những vi khuẩn thuộc linh bám vào. Anh em nhớ chính xác nha, nhớ nha. Nó mở ra một con đường, một cơ hội cho những vi khuẩn tâm linh bám vào. Giống như vết thương trên tay mình này, khi mình bị thương thì vi trùng nó mới vô. Còn nếu mình không bị thương thì vi trùng nó không có vô được. Cũng vậy, khi tâm hồn mình bị thương bởi những tác nhân mà tôi vừa kể, thì vi khuẩn thuộc linh nó bám vô. Và trong lúc này thì cả hai trường hợp xảy ra. Nếu như anh chị em là người hiểu biết, anh chị em sẽ dùng nước muối thuộc linh để sát khuẩn lập tức. Anh chị em hiểu không ạ? Nước muối thuộc linh này trong Kinh Thánh gọi là sự tha thứ vô điều kiện. Sát khuẩn ngay thì tâm hồn anh chị em rất dễ chữa lành. Dễ lắm, nó chữa lành ngay. Nhưng mà cũng có nhiều anh chị em không hiểu điều này, hoặc là không muốn làm điều này, cho nên là cứ tin theo cái kiểu người đời nói: ô, thời gian sẽ chữa lành tất cả, thời gian sẽ giúp chúng ta quên đi tất cả. Thì anh em đã bị Satan lừa dối. Vết thương đó nó âm ỉ bên trong và nó bắt đầu mưng mủ. Khi nó mưng mủ rồi thì nó thu hút rất nhiều loại vi khuẩn khác bước vô. Từ một cái sự ruồng bỏ, tổn thương, khước từ, nó có thể rước vi khuẩn cay đắng vô, rước vi khuẩn nóng giận vô, rước vi khuẩn hoang tưởng vô, nó rước vi khuẩn nghiện ngập vô, nó rước vi khuẩn dâm dục vô, nó rước những cái vi khuẩn, đủ loại vi khuẩn bậy bạ vô, nổi loạn vô. Và nó biến cái vết thương của anh chị em trở thành rất trầm kha, ổ dịch ở đó. Và anh chị em trở nên một con người, phải nói gọi là gì ạ? Có một nhân cách lệch lạc. Nhân cách lệch lạc, không còn cư xử theo tình yêu thương được nữa, không còn cư xử như một con người bình thường được nữa. Nhìn ai, có thể nhìn một người tự nhiên thấy là người đó đang ghét mình, người đó không tin mình, người đó không tốt với mình. Tự nhiên nó như vậy, thay đổi nhân cách. Và anh chị em, Chúa không thể sử dụng những người như vậy. Và đây là một thiệt hại rất lớn cho mọi cá nhân là những con cái của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ anh chị em. Chưa hết đâu. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là Satan nó có thể lan rộng cái này ra ở trong thanh thiếu niên, ở trong gia đình, giữa các cặp vợ chồng, trong công sở nơi làm việc, trong xã hội lúc giao tiếp, và thậm chí trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó tạo ra một lớp người bị bệnh bên trong. Và những lớp người này chơi với nhau. Những lớp người bị bệnh bên trong này thường tìm đến với nhau, chơi với nhau, vì họ cùng tâm trí, họ cùng suy nghĩ, họ cùng cảm xúc. Họ bị tự ái như nhau, họ bị ruồng bỏ như nhau,
họ có những cái lệch lạc giống nhau, cho nên họ chơi với nhau và trở thành một ổ dịch nữa lớn hơn lan ra trong chính hội thánh của Đức Chúa Trời. Và điều này rất nguy hiểm, anh chị em hiểu ý ha, điều này rất nguy hiểm. Và điều cuối cùng đó là Chúa Giêsu là vị bác sĩ đại tàng, Ngài là giải pháp cho mọi vết thương lòng và những căn bệnh bên trong. Ngài nói rằng Ngài đến để rịt những vết thương lòng. Ngài là bác sĩ cho chính thân thể của Ngài là hội thánh Chúa. Cho nên trong mọi trường hợp, anh chị em hãy nương cậy Chúa Giêsu. Và bởi quyền năng Thánh Linh, Ngài có thể phục hồi. Và sự phục hồi này đòi hỏi thời gian, có một quá trình trong sự đầu phục, trong sự hiểu biết, trong sự cầu nguyện, trong sự giải cứu, và tâm hồn anh em được chữa lành. Anh em trở thành một con người của Chúa theo đúng nghĩa. Amen chị em. Đó, đây là cách mà cái bài học ngày hôm nay đã trình bày. Tôi cảm ơn Chúa vì anh chị em đã lắng nghe, và câu kinh thánh cuối cùng tôi đọc để kết thúc chúng ta cầu nguyện là Thi Thiên 103. Tôi đọc anh chị em nghe từ câu 2 đến câu 5. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như chim phụng hót. Anh chị em thấy không? Đây là một bài thi thiên mà tác giả nói rằng chúng ta đừng quên, chính Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Xin Chúa ban phước. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Cha ơi, con cầu nguyện cùng với anh chị em con. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng dưới những lời bài học của tối hôm nay, con xin Thánh Linh đến và đặt vào lòng anh chị em con sự tha thứ tức thì giờ này. Sự tha thứ tức thì giờ này. Chúa, hãy giúp anh chị em con sử dụng nước muối sát khuẩn thuộc linh này cho chính tâm hồn của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tha thứ vô điều kiện, tha thứ không cần suy nghĩ, tha thứ cho bất kỳ người nào đã làm tổn thương mình trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Vợ tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ, tín đồ tha thứ cho mục sư lãnh đạo, mục sư lãnh đạo tha thứ cho tín đồ của mình. Tất cả anh em đồng nghiệp trong công sở tha thứ cho nhau. Những ai đang sống trong một gia đình hãy tha thứ cho nhau trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Anh chị em hãy lắng nghe tôi đi. Tất cả những ai trong gần 500 anh chị em có mặt trong buổi nhóm hôm nay đang gặp những vấn đề về tâm hồn của mình, đang gặp những vấn đề về con người bề trong của mình, tôi muốn anh chị em nói ra miệng, đừng làm thinh. Anh chị em nghe tôi đi, nói ra miệng, lạy Chúa hôm nay con nghe lời của mục sư, con quyết định tha thứ cho ông Nguyễn Văn A, tha thứ cho cô Nguyễn Văn B, con tha thứ cho em này, tha thứ cho em kia. Hãy nói ra miệng một cách dứt khoát đi anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng nói ra anh chị em. Khi anh em nói ra thì anh chị em đang sát khuẩn vết thương của mình, cho dù nó lâu mau bao giờ không cần biết. Hãy sát khuẩn đi anh chị em, sát khuẩn đi. Hãy sát khuẩn vết thương thuộc linh của mình, hãy sát khuẩn bằng nước muối thuộc linh của mình. Đó là sự tha thứ, để cho vết thương anh em có cơ hội được lành, có cơ hội được chữa lành, có cơ hội được Chúa Thánh Linh làm cho nó lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em ơi, đừng giữ sự nặng nề này bên trong lòng anh em thêm nữa. Đừng cố chấp nữa, đừng nổi loạn nữa, đừng sống với thế giới riêng mình nữa, đừng nghĩ biện, đừng biện hộ cho mình nữa. Hãy tha thứ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tha thứ 70 lần 7 giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tha thứ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi chờ anh chị em hãy nói câu tha thứ cho người khác đi ạ. Nói đi ạ. Hãy nói đi ạ, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa Giêsu, con quyết định nghe lời Ngài. Con quyết định tha thứ cho anh này. Con quyết định tha thứ cho chị kia. Con quyết định tha thứ, con quyết định tha thứ, con quyết định tha thứ. Dù có bất kể nó là gì, anh chị em ơi hãy nói lớn tiếng lên. Tôi công bố sự tự do giờ này. Tôi công bố sự tự do giờ này. Tôi công bố sự tự do giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta cắt đứt toàn bộ sự dây không tha thứ nào mà Satan dùng để kết nối anh chị em ta với mày. Tôi cắt đứt sự dây không tha thứ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cắt đứt mọi sự dây cay đắng, mọi sự dây hận thù, mọi sự dây ghim gút,
mọi sợi dây của sự tức giận, mọi sợi dây của sự bất công, mọi sợi dây của sự không thể tha thứ được đó, tao cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng mày Satan. Tao cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng mày Satan. Tao ra lệnh mày rời đi. Tao ra lệnh mày rời đi. Tao ra lệnh mày rời đi. Linh không tha thứ hãy đi. Linh nổi loạn hãy đi. Linh ruồng bỏ hãy đi. Những tà linh của sự khước từ hãy đi. Những tà linh của sự hoang tưởng hãy đi. Những tà linh nào đang đồn trú trong tâm hồn anh em, ta hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh cho mày Satan. Ta ra lệnh cho mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể mày có mặt ở đâu, trong gần 500 anh em đang có mặt trước màn hình này, bất kể mày đến vào lúc nào, bất kể lâu hay mau, bất kể mày là thứ gì, bất kể mày đến từ nguồn nào, ta đuổi mày trong danh Chúa Giêsu. 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 Ta linh ruồng bỏ khước từ, cay đắng, tức giận, đau đớn, tổn thương, tất cả hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta đạp đổ đầu lưỡi của mày. 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 Ta đạp đổ đầu lưỡi của mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện theo tôi. Tất cả những anh em nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, đừng làm thinh. Mở môi miệng mình ra cầu nguyện theo tôi. Đạp đổ mọi đồng lưỡi nào bên trong tấm lòng mình. Đạp đổ mọi điều gì mà anh em thấy rằng nó đang ngăn trở đời sống tinh thần của mình. Nó khiến cho anh em không thể giao tiếp tự nhiên với mọi người. Nó khiến cho anh em không thể làm việc chung với mọi người. Nó khiến cho anh em không thể tin vào tình yêu, tin vào sự giúp đỡ của người khác. Nó khiến cho anh em không thể nào có thể yêu thương được người khác. Anh em ơi, hãy đá nó ra khỏi linh hồn mình giờ này. Đá ra khỏi linh hồn mình giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, tao ra lệnh cho toàn bộ những con quỷ nào đang trói buộc tâm hồn anh chị em ta. Tao ra lệnh cho mày Satan, lửa thiêu mày giờ này, lửa thiêu mày giờ này, lửa từ đỉnh đầu đến gót chân thiêu mày giờ này, lửa trong cảm xúc thiêu mày giờ này, lửa trong lý trí thiêu mày giờ này, lửa trong tâm hồn thiêu mày giờ này, lửa ở trong ý chí họ thiêu mày giờ này, lửa trong tâm trí họ thiêu mày giờ này, lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa thiêu mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa thiêu mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh rời đi. Rời đi Satan. Rời hoàn toàn giờ này. Rời hoàn toàn giờ này. Tôi mong tất cả những anh chị em nào có vấn đề này, hãy đặt tay vào ngực của mình, đặt tay vào trái tim của mình. Đây là biểu tượng của những gì anh chị em làm bởi đức tin. Và tôi biết những tà linh này, những loại linh này, nó đồn trú trong trái tim của anh chị em, trong trái tim thuộc linh của anh chị em, trong tâm hồn thuộc linh của anh chị em. Anh em đặt tay lên đây. Trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho mày. Tà linh của sự ruồng bỏ khước từ, tà linh của sự cay đắng giận hờn, tà linh của sự tổn thương xúc phạm, tà linh của cái sự giận dữ tức mình này, ta bảo mày rời đi. Ta bảo mày rời đi. Đi ra khỏi ngực của họ. Đi ra khỏi trái tim 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 của họ. Đi ra khỏi tâm hồn của họ. Đi ra khỏi lý trí cảm xúc của họ. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, tôi nhìn thấy. Tôi nhìn thấy Thánh Linh đang giải cứu nhiều người. Tôi nhìn thấy có một người cúi xuống. Tôi nhìn thấy có một người ôm lòng ngực của mình cúi xuống. Tôi thấy điều đó. Hãy tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Oh hallelujah, tự do. Tôi giải phóng cảm xúc của anh chị em giờ này. Tôi giải phóng lý trí anh chị em giờ này. Tôi giải phóng tâm hồn anh chị em giờ này. Tôi giải phóng tấm lòng của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nữa đi anh chị em. Nữa đi, những ai được Đức Thánh Linh đụng chạm trong lòng mình giờ này, hãy lớn tiếng lên. Lớn tiếng, lớn tiếng, lớn tiếng, lớn tiếng. Lớn tiếng, đuổi những cái cảm giác nặng nề đó ra. Đuổi những cái cảm giác nặng nề của cái sự cay đắng đó ra. Đuổi ra. Anh em nói linh không tha thứ, hãy rời khỏi ta. Linh cay đắng hãy rời khỏi ta. Những linh hận thù hãy rời khỏi ta. Đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đừng để nó ở trong tâm hồn cho em. Nó là vi khuẩn thuộc linh. Nó là những linh ối linh ở Satan. Nó gửi vào những vết thương của anh chị em. Nó đồn trú và nó mưng mủ ở trong vết thương của anh chị em. Nó sống bởi những vết thương của anh chị em. Anh chị em hãy đuổi nó ra để Thánh Linh chữa lành. Đuổi nó ra để Thánh Linh chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Đuổi nó ra. Đừng làm thinh. Đừng làm thinh. Đừng làm thinh. Đừng làm thinh. Buổi tối hôm nay
Còn người bề trong của anh em được chữa lành. Còn người bề trong của anh em được chữa lành. Còn người bề trong của anh em phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, tôi đặt thần giải cứu trên tâm linh của anh em giờ này. Tôi đặt thần giải cứu trên cảm xúc của anh em giờ này. Tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi đặt thần giải cứu trên lý trí anh em giờ này. Tôi đặt thần giải cứu trên tâm thần của anh em giờ này. Tôi đặt thần giải cứu trên tư tưởng và suy nghĩ của anh em giờ này. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do đi. Tất cả những người nam người nữ hãy được tự do. Tất cả những người nam người nữ hãy được tự do. Tất cả những người nam người nữ nghe bị chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này hãy được tự do. Bất cứ điều gì níu kéo tâm hồn anh chị em, bất cứ điều gì cầm buộc tâm hồn anh chị em, bất cứ điều gì quấy rầy và làm khó khăn tâm hồn anh chị em, tôi bẻ gãy nó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bẻ gãy nó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do, tự do, tự do, tự do. Tôi bẻ gãy nó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những con quỷ ố lên đi, ra khỏi cảm xúc người ta, ra khỏi tâm hồn người ta, ra khỏi lý trí người ta, ra khỏi cuộc sống người ta, ra khỏi trong danh Chúa Giêsu, ra khỏi mọi mối quan hệ ràng buộc của người ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời, rời. Tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục lên trên. Những ai, những anh chị em nào đang có những biểu hiện mà Đức Thánh Linh thăm viếng mình, giải cứu mình, có những biểu hiện khác thường trên cơ thể, những cái biểu hiện như là anh chị em thấy toát mồ hôi, thấy rùng mình, anh chị em cảm thấy nó co quắp lại và anh cảm thấy nó đau đớn, tiếp tục giờ này, cảm thấy đau đớn bên trong, rất đau đớn, tiếp tục giờ này, anh em tiếp tục giờ này, tôi nói sự giải cứu đang đến, sự giải cứu đang đến, sự sức dầu của Thánh Linh đang ở tại căn phòng của anh chị em. Sự sức dầu này tuôn đổ xuống trên anh chị em không chừng mực để giải cứu anh chị em, để chữa lành con người bề trong của anh chị em, chữa lành con người bề trong của anh chị em, chữa lành con người bề trong của anh chị em. Anh chị em càng hiểu biết, anh chị em càng có sự chữa lành, và anh chị em đến lúc giúp đỡ người khác nữa, anh em hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi công bố sự tự do, tôi tuyên bố sự tự do trên hồn, tôi công bố sự tự do trên cảm xúc, tôi công bố sự tự do trên tinh thần, tôi công bố sự tha thứ trên anh chị em giờ này, tha thứ trên anh chị em giờ này, sự tha thứ của Chúa trên anh chị em giờ này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi tin Chúa đang làm những việc rất là quyền năng ở tại căn phòng của anh chị em. Tôi đang nhìn thấy điều đó. Tâm hồn anh chị em thanh thản hẳn ra khi sự sát khuẩn thuộc linh đến, tức là sự tha thứ đến, tâm hồn anh em nhẹ hẳn ra. Anh em biết tại sao không? Vết thương của anh chị em đã được sát trùng, cho nên nó nhẹ thôi, giống như vết thương trên tay này. Anh em sát trùng xong là thấy mọi đau nhức nó hết thôi. Đó là ý nghĩa, rất ý nghĩa anh chị em nhé. Cho nên tôi nói sự nhẹ nhàng nó sẽ đến trên tâm hồn của anh chị em. Sự nhẹ nhàng đã đến trên tâm hồn của anh chị em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên chị. Và tôi cũng không quên công bố, không chỉ vết thương trong tâm lòng, tôi tuyên bố toàn bộ những con quỷ gây tật bệnh trên thân thể anh chị em nó cũng phải rời đi. Hỡi những uế linh và linh bệnh tật, ta ra lệnh mày ra khỏi những thân thể đang ở trước màn hình. Hỡi những linh bệnh tật mày gây cho huyết áp tiểu đường, mày gây cho bệnh gút viêm khớp, ta ra lệnh mày rời khỏi họ giờ này. Những con quỷ gây lên bệnh tim mạch, ta ra lệnh mày đi ra. Những con quỷ gây lên bệnh khó thở hen suyễn, ta ra lệnh mày rời khỏi lòng ngực của họ giờ này. Hỡi Satan, ta ra lệnh những con quỷ gây lên bệnh thận, bệnh gan, mày rời khỏi họ giờ này. Những con quỷ gây lên bệnh trĩ, mày đi ra giờ này. Những con quỷ gây lên khối u trong tử cung, trong buồng trứng, hãy rời đi giờ này. Những con quỷ gây lên khối u trên ngực của người ta, hãy rời khỏi giờ này. Ta ra lệnh mày Satan, ta trói buộc mày, ta trói buộc mày. Những linh ung thư, những linh bệnh tật, những linh bệnh tật mạng tính, những bệnh tật mà thuốc không chữa được, mày sao tăng, ta trói buộc mày, rời khỏi thân thể người ta, rời khỏi thân thể người ta. Những bệnh tâm thần, đột quỵ, bại liệt, ta công bố mày sao tăng, rời khỏi thân thể của họ. Những tiểu đường, ta bảo rời khỏi cơ thể của họ. Những căn bệnh mất ngủ, ác mộng, ta bảo mày rời khỏi cơ thể của họ sao tăng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói toàn bộ những con quỷ uế linh này, những con quỷ bệnh tật này, những con quỷ gây hại này, ta trói toàn bộ bầy lũ tụi bay, và ta lệnh cho tụi bay rời khỏi thân thể người ta giờ này,
rơi khỏi thân thể người ta giờ này, rơi khỏi thân thể người của ta giờ này, rơi khỏi thân thể người của ta giờ này. Mọi linh bệnh tật hãy đi, mọi linh ô uế hãy đi, mọi linh ung thư hãy đi, mọi linh bệnh mãn tính hãy đi, mọi linh đột quỵ bại liệt hãy đi, tiểu đường hãy đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi khỏi người của ta giờ này, rơi khỏi người của ta giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Những bệnh thận, bệnh gan, bệnh bao tử, bệnh đường ruột, bệnh ung nhọt, trong danh Chúa Giêsu rơi, hen suyễn được chữa lành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những bệnh khó thở được chữa lành, khó thở được chữa lành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, vậy nên chàm trên da hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngứa, ngứa trên người, tôi vừa nghe cái từ Thánh Linh nhắc là ngứa trên người. Những ai đang bị ngứa, tôi nói lành trong hôm nay, hôm nay được lành hoàn toàn và không còn thấy ngứa nữa, lành hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận đi, những ai bị đó hãy đón nhận nào, hết ngứa nào trong danh Giêsu nào. Vậy nên cũng được chữa lành, vậy nên phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài vì những sự bày tỏ của Ngài, bày tỏ của Ngài. Những ai đau vai hãy đón nhận sự chữa lành. Tôi thấy cái từ đau vai, đau vai hãy đón nhận sự chữa lành, đau trên vai hãy đón nhận sự chữa lành. Giơ tay lên, tôi thấy người đó đang giơ hai cánh tay lên như thế này, giơ lên và thấy mình hết đau trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Oh hallelujah, những ai đau bắp chân được chữa lành, đau bắp vế chân được chữa lành giờ này, đau bắp vế chân được chữa lành giờ này, đau hai đầu gối được chữa lành giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành. Tê bì tay chân, tê bì tay chân lúc ngủ được chữa lành giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục Chúa, tiếp tục hành động trên thân thể ông bà anh chị em con. Thánh Linh ơi, tiếp tục hành động một cách mạnh mẽ và khai phóng quyền năng phục sinh này trên thân thể ông bà anh chị em con. Anh chị em ơi, bệnh chỗ nào đặt tay vào chỗ đó và đón nhận sự chữa lành giờ này, đón nhận sự chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, đón nhận sự chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự chữa lành giờ này. Tôi nói với tất cả những ai đang nằm trên giường bệnh, hãy ngồi dậy giờ này. Những ai nằm trên giường bệnh trong danh Giêsu, hãy ngồi dậy giờ này, ngồi dậy giờ này, ngồi dậy giờ này. Những ai liệt không đi được giờ này, tôi công bố đứng dậy khỏi xe lăn của mình giờ này, đứng dậy khỏi xe lăn của mình giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đứng dậy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, đứng dậy và bước đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa làm được điều đó, anh chị em hãy tin Chúa làm được điều đó. Những ai có khối u ung thư bất kể nơi nào, đặt tay vào khối u, và tôi muốn miệng anh chị em hãy nói lớn lên, ta ra lệnh cho khối u này tan đi, teo đi và biến ra khỏi cơ thể của ta. Ta không chấp nhận mày tồn tại trong cơ thể của ta. Phải rơi, 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 rơi trong danh Chúa Giêsu. Nói lớn lên chèm, nói lớn, nói lớn, nói lớn tiếng lên. Với đức tin đầy dẫy, chúng ta không chấp nhận sống chung với bệnh tật, không chấp nhận bất kỳ một loại bệnh gì trên cơ thể, dù nhỏ dù lớn. Tôi nói với anh chèm, bệnh tật là sự chết, bệnh tật là tối tăm, bệnh tật là ma quỷ, bệnh tật là thứ mà Satan dùng để hành hại con người. Chúng ta phải đoạn tuyệt với nó và chống trả nó giờ này, chống trả nó giờ này, anh em, chống trả nó giờ này. Những ai đau bụng đặt tay vào bụng, những ai đau gan đặt tay vào gan, những ai đau tim đặt tay trên tim của mình, những ai đau xương khớp chỗ nào đặt vào chỗ đó và đón nhận sự chữa lành giờ này. Tôi giải phóng anh em khỏi bệnh tật giờ này, bất kể tên gọi bệnh tật đó là gì. Tôi nói nó phải rơi khỏi cơ thể con chèm giờ này, rơi khỏi cơ thể con chèm giờ này, quy xuống trước danh Giêsu giờ này, rơi khỏi cơ thể con chèm giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, chèm, tiếp tục đi, đừng ngưng lại, đừng ngưng lại. Tôi muốn toàn bộ anh chèm hôm nay, những người có bệnh trên thân thể phải được chữa lành. Anh chị em phải cầu nguyện cho đến khi nhận sự chữa lành, thấy sự chữa lành, cảm nhận sự chữa lành, tin sự chữa lành thì mới dừng lại. Đừng ngừng lại, đừng ngừng lại, đừng làm hời hợt anh chị em, đừng hời hợt. Mình phải cầu nguyện với đức tin xác quyết. Hôm nay bởi lần roi Chúa Giêsu, bệnh ta được lành. Bởi quyền năng Thánh Linh, mọi con quỷ bệnh tật phải rời đi. Bởi danh của Chúa Giêsu, ta lấy tất cả mọi ảnh hưởng của Satan ném ra xa ngoài biển kia. Toàn bộ ảnh hưởng Satan phải rơi khỏi cơ thể và tâm hồn của ta. Bệnh tật phải đi, mất ngủ phải đi, ác mộng phải đi, tất cả những gì sai trật trên lục phủ ngũ tạng phải rời đi và chữa lành hoàn toàn. Amen. Cầu nguyện lên trên,
cầu nguyện. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Giêsu là đấng chữa lành. Ngài là bác sĩ chữa lành cho anh chị em giờ này. Đón nhận bệnh về mắt, về tai, về họng cũng phải được chữa lành. Bệnh về thần kinh cũng phải được chữa lành. Tiền đình phải được chữa lành. Mất ngủ phải được chữa lành. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. 513 anh chị em đang nghe tôi. Tôi muốn nói rằng anh chị em được lành bệnh trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng con người bề rong của anh em được tự do trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng mọi vết thương trên anh chị em được lành trong buổi tối ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 515 anh chị em, 519 anh chị em, 520 con người này. Wow, càng ngày càng tăng lên. 520 anh chị em này phải được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Trong 520 mấy anh chị em này, những ai chưa tiếp nhận, một lần tiếp nhận Chúa Giêsu, hãy nghe tôi đây. Anh chị em hãy lớn tiếng và nói: Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào lòng con. Con tin Ngài là cứu Chúa của con. Hãy tha tội cho con và giúp con làm con cái của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em nói đơn giản như vậy thôi, anh chị em được tái sanh và được hưởng sự sống đời đời. Anh em hiểu không ạ? Chữa lành thân thể là tốt, rất tốt, nhưng được sự sống đời đời còn tốt gấp vạn lần hơn. Vì anh em làm con cái của Chúa, Chúa luôn chăm sóc, Chúa luôn bảo vệ, Chúa luôn gìn giữ, Chúa luôn đi cùng, Chúa luôn ban phước, Chúa luôn đồng hành. Amen chị em. Cho nên một lần nữa anh chị em nói nè, những ai chưa bao giờ biết Chúa Giêsu là ai, hãy nói nè: Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào lòng con. Con đồng ý tiếp nhận Ngài. Con giao nộp linh hồn con cho Ngài. Trong buổi tối hôm nay, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Wow, cảm ơn Ngài. Nào, còn một ít thời giờ, anh chị em hãy comment xuống bên dưới, không ạ? Những phép lạ Chúa vừa làm, được không ạ? Những phép lạ Chúa vừa làm, để tôi cũng nhìn thấy. Ok. À, comment nha. Rồi, những anh chị em nào khao khát được nhận Đức Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh, thì bây giờ hãy nghe và lời cầu nguyện của tôi và đón nhận nha. Đón nhận. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, thì anh chị em lập tức mong đợi rằng mình sẽ khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói, gọi là nói tiếng lạ đó anh chị em. Cho nên nó rất là quan trọng. Trong hơn 500 anh chị em này, anh chị em nào khát khao được Đức Thánh Linh đổ đầy mình, thì bây giờ hãy nhắm đôi mắt mình lại và cầu nguyện theo tôi giờ này, được không? Kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con tin rằng Ngài đã dành cho con món quà lớn nhất, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con tin rằng khi con xin Ngài giờ này, Ngài ban cho con Thánh Linh của Ngài đầy dẫy, và con mong đợi để cầu nguyện trong thứ tiếng thiên đàng. Đức Chúa Trời ơi, là Cha yêu thương, hãy đổ đầy Thánh Linh cho con giờ này. Con tin và con đón nhận. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tất cả những ai đang cầu nguyện lời cầu nguyện đó giờ này, tôi tuyên bố rằng hãy đón nhận đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đổ đầy Thánh Linh. Đổ đầy Thánh Linh và khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong lòng anh chị em sẽ cuộn trào những điều lạ lùng. Nào, đổ đầy Thánh Linh. Tiếp tục được đổ đầy anh em. Cứ háo hức miệng mình ra và uống lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời và khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Oh hallelujah, khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chúa Thánh Linh đầy dẫy anh chị em giờ này. Khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được đổ đầy.
trong danh của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Còn những anh em khác cứ comment xuống bên dưới, Chúa làm gì cho mình. Tôi đang chờ đợi để thấy những lời chứng của anh chị em. Tôi đang chờ đợi để nhìn thấy những lời làm chứng của anh chị em. Ai đã được chữa lành, ai đã được Chúa tha thứ, ai đã thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng được giải thoát buổi tối hôm nay, ai đó được chữa lành căn bệnh này, chữa lành căn bệnh kia, ai đó được thấy rằng lời tri thức được nói ra là đúng với hoàn cảnh của mình, hãy comment xuống bên dưới. Oh hallelujah, con là người bị ngứa, cảm ơn Chúa. Wow, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời, con sẽ hết ngứa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Được tự do, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi, hãy làm chứng cho em. Tôi đang đọc chữa lành bệnh ngứa nữa. Wow, cảm ơn Ngài. Thấy không, Chúa Thánh Linh nói một lời và lời đó chữa lành anh chị em tức thì. Wow, cảm ơn Ngài đã chữa lành bệnh xuyễn cho con, thấy chưa? Wow, cảm ơn Chúa đã chữa lành khi Chúa nói tiên tri ăn đời mận ngứa thì chính là con đã được chữa lành. Wow, Chúa chữa lành đau mắt đỏ. Wow, Chúa chữa lành đã nói thêm nhiều tiếng mới, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên, hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa vừa làm. Tôi rất là thích đọc những cái điều mà anh chị em nhận được từ Đức Chúa Trời. Đây là một điều diệu kỳ. Nữa đây, nữa đây, nữa đây. Wow, Chúa Thánh Linh đổ đầy con, cảm ơn Ngài. Tiếp tục, tiếp tục. Em là người cúi xuống và ôm ngực, cảm ơn Chúa đã chữa lành. Wow, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Tâm hồn được nhẹ nhàng, amen, cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh giúp con nói tiếng thiên đàng. Được, tuyệt vời, được, được báp têm Thánh Linh đã chữa lành. Tiếp tục, mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Con cảm ơn Ngài đã được chữa lành bên trong tâm hồn. Cảm ơn Chúa, con cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chúa chữa lành chàm ngứa cho con, tạ ơn Ngài. Wow, nay hình như là phép lạ chủ lực là phép lạ chữa bệnh ngứa hay sao? Bệnh tim, tạ ơn Chúa chữa lành bệnh tổn thương qua liều thuốc. Wow, lưng con đau, giờ Chúa chữa lành con rồi, cảm ơn Ngài. Tiếp tục, chữa lành khỏi lưng, tấm lòng được tự do. Chúa chữa lành bệnh gan. Wow, cảm ơn Ngài. Chữa đau vai, tạ ơn Chúa. Thở được nhẹ nhàng hơn, cảm ơn Chúa. Con bị vẫy nến ngứa, một sự cầu nguyện tà linh xuất ra ngáp. Tay vẫy lắc rất mạnh. Wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, con được tự do và sự tha thứ tâm hồn được nhẹ nhàng, vinh hiển thuộc về Ngài. Đây cho anh chị, chính sự tha thứ là sự sát trùng với thương mà. Cảm ơn Chúa vì lẽ thật này. Cảm ơn Chúa vì lẽ thật này. Wow, tuyệt vời. Tha Ngài, tha Ngài. Tạ ơn Chúa cùng đổ đầy Thánh Linh. Tạ ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Thấy nhẹ lòng. Cảm ơn Chúa. Rất nhiều người thấy nhẹ lòng. Wow, bị nôn ói. Có người thì bị nôn ói luôn. Còn nói thanh tiếng lạ mà không thể dừng lại được. Wow, tạ ơn Ngài. Viêm họng được chữa lành. Tiếp tục lên trên. Cho nói tiếng lạ, vinh hiển thuộc về Ngài. Cảm ơn Ngài. Wow, hallelujah. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục nào, cái ai những cái phép lạ khác nữa không? Tuyệt vời quá, cảm ơn Ngài. Wow, tạ ơn Chúa vì những phép lạ Chúa làm. Tôi cầu chúc bình an cho hết thảy anh chị em. Tôi xin Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy anh chị em đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này. Nguyện anh chị em được soi sáng, được luôn được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Đức Chúa Trời ban ơn, gìn giữ và phù hộ anh chị em. Tôi nói rằng anh chị em là người được phước của Chúa. Được phước của Chúa buổi tối ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Wow, say như say rượu. Wow, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Rất diệu kỳ, rất diệu kỳ. Rất diệu kỳ. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nào, xin Chúa ban phước cho anh chị. Chúa ban phước cho anh chị. Tôi sẽ chào tạm biệt anh chị ở đây nha. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Và hẹn gặp anh chị vào tối thứ sáu tuần này. Anh chị hãy chuẩn bị lời chứng của mình để làm chứng một cách đầy thuyết phục và làm vinh hiển danh của Chúa, được không ạ? Xin Chúa ban phước cho anh chị nha. Hãy giữ đức tin của mình, giữ sự chữa lành của mình, giữ tấm lòng của mình, vì nó là báu vật bên trong anh chị em.
các nguồn sự sống từ đó mà ra, được không? Xin Chúa ban phước một lần nữa. Tôi xin chào tạm biệt anh chị em giờ này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.